cái tên chó Mãn Thanh, đừng có giở trò nước mắt cá sấu. Hồng sư phụ dưới suối vàng cũng không tha cho ngươi đâu. Hôm nay ngươi không làm sáng tỏ chuyện này, ngươi đừng có hầm bỏ đi. Đúng vậy, 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 đúng. Hắn rõ ràng là hung thủ giết chết Hồng sư phụ, còn chối được sao? Hắn là đệ tử của ta, võ công quán do ta truyền dạy ra, để ta gánh hết cho. Cái con chó Mãn Thanh này tới học công phu người Hán chúng ta, còn giết chết người Hán của mình nữa. Ngươi làm sao gánh đây? Ta thì không có giết người, tại sao lại không tin ta chứ? Tuy bây giờ ta là người Mãn Châu, nhưng bấy nhiêu năm nay ta vẫn sống cuộc sống của người Hán. Ta còn các người giống như ta vậy, tại sao tàn sát người mình chứ? Ngươi đừng có ngụy biện, chỗ này ngoài ngươi ra đâu có ai biết đàm thoái. Đúng, đúng vậy, vậy đúng, đúng vậy rồi đó, đúng vậy. Nếu các người không tin, ta xin thề, nếu Hồng sư phụ bị La Hỷ này giết hại, ta sẽ bị ngủ luôn quan đỉnh. Các người hãy quay đi, hắn đã chịu thề độc rồi đó mà. Thề quyền cứ có gì đáng nói chứ? Đàm Thiên, cha của ngươi và Hồng sư phụ là bạn già, quen biết nhau từ nhỏ tới lớn, sao ngươi vẫn bên chỗ hắn chứ? Đúng vậy, tại sao bên chỗ hắn chứ? Tại sao bên chỗ hắn vậy? Tại sao bên chỗ hắn chứ? Các người đừng có gây nữa, tao có thể chứng minh Hồng sư phụ phải bị hắn giết. Làm sao chứng minh? Tại vì cái đêm mà Hồng sư phụ bị giết, suốt đêm tại chung với La Hỷ, cùng nhau mấy quan chơi có lời khỏi, cho nên hắn vốn không phải giết Hồng sư phụ. Người họ Đàm đương nhiên là bên chỗ hắn rồi. Không sai, một người là sư phụ, còn một người là, đều là cả nhà bên chỗ hắn mà. Đúng, đúng vậy. Tại sao các người phải ép chết La Hỷ? Ta chỉ nói sự thật mà thôi. Hồng sư phụ bị chết ta cũng đau lòng lắm, nhưng mà quyết không thể vì vậy mà đổ qua cho người tốt. Cô bên chỗ hắn mới nói vậy thôi. Đúng vậy, đúng vậy, ta không tin, ta không tin đâu, không tin đâu, không tin đâu, không tin đâu, không tin, không tin. Em nghe, chuyện vừa rồi em nói thiệt hay là giả đây? Dĩ nhiên là thiệt, em không có nói mình cho hắn, em chỉ nói sự thật thôi. Sư phụ à, đừng trách cô Túy nữa không bắn mớ cổ. Ta có thể bảo đảm với ông, ta vốn không có giết người, tin ta đi. Ây da, ngươi do ta dạy ra mà, không lẽ ta không tin con người của ngươi hay sao chứ? Nhưng mà thế gian này ngoài ta ra, chỉ có ngươi là mới biết Đàm Gia Thoái thôi à. Nhưng mà Hồng sư phụ, sự thật đã bị chết dưới Đàm Gia Thoái đó. Cho dù ta giận cách mấy đi nữa, cũng không có chuyện giết người trả thù đâu à. Được rồi, đừng có nói thêm nữa. Người chết không có đối chứng được. Nếu mà ngươi còn coi ta là sư phụ, thì làm ơn từ nay đừng có dùng Đàm Gia Thoái nữa. Vậy là biểu là Hỷ từ nay đừng có luyện công nữa thôi. Không phải là vấn đề luyện công hay không, bây giờ đôi chân của hắn công lực vô hậu, thì có thể giết người vô hình. Nếu như người vẫn còn nóng nảy như vậy thì nhất định sẽ gây quả lớn mà thôi. Được, nếu như làm như vậy có thể khiến cho ông và cô Tuyết từ đây không bị phiền phức, thì ta hứa với sư phụ từ đây không dùng Đàm Gia Thoái nữa. Theo ta thì việc gì cũng không quan trọng. Thằng Hỷ với con Tuyết ở bên ngoài ngủ lại một đêm rồi, biểu con Tuyết từ nay làm sao ra gặp người ta đây? Hơi thiệt tình, sao không thể gặp người chứ? Chúng tôi đâu có làm lỗi gì. Em còn nói nữa, hai người cũng bậy thật đó, đủ điều phiền phức còn đi làm ra chuyện này. Sư phụ à, nghe ta nói đi. Hỷ à, dỗ ngọt lại con Tuyết đi. Đi đây, đi. Nè Tuyết à, ta chỉ muốn tặng cây trăm cây này cho cô, nhưng mà không có cơ hội. Ta biết là cô đã vì ta, thà bị người ta cười cũng ra làm chứng giùm ta. Nhưng cô đừng lo, ta nhất định gánh trách nhiệm. Cô nhận cây trăm cây này nha, từ nay không có ai dám cười cô nữa. Cây trăm cây quý giá như vậy, ta đâu có thể nhận chứ. Ngại gì chứ, đã là người một nhà rồi, cây trăm cây quý giá mới tỏ ra thằng Hí thiệt lòng với cô. Phải đó Tuyết à, ta thật lòng với cô. Tin ta đi, ta nhất định chăm sóc cô đàng hoàng. Cô nhận cái trăm cài nha, từ nay không có ai cười cô, ăn hiếp cô nữa. Ngại gì người ta cười chứ, chúng ta đâu có làm lỗi gì. Huống chi, người bây giờ là quan lớn Mãn Châu, ai dám cười người chứ. Ta không nói nữa, ta đi chợ. Không phải đâu Tuyết à, Tuyết, cô nghe ta nói nè. Thì ra con Tuyết nó không thích người làm quan lớn. Đúng vậy, sao nghe ta mặc cái áo này, những người bên cạnh đều đối xử khác với ta. Vậy thì phải, người bận bộ quan phục này cả chị Hà cũng không muốn gặp người. Nhưng ta vốn không thích mặc cái áo này, mặc vô không được thoải mái chút nào, không mặc thì còn hơn. Nói vậy cũng không đúng, nhìn kỹ người mặc bộ quan phục này cũng hoài phòng lắm chứ. Thật ra ta cũng không muốn làm quen, ta muốn cùng các người tới một nơi khác, sống một cuộc sống thật bình đạm.
Ngươi thì quyết định trả lại cái áo gấm vàng hả? Trương đại nhân, ta thì không có đủ sức gánh trọng trách này nữa. Sau cái ngày hoàng thượng thí quan chức cho ngươi, ngươi đã làm nhiều việc tốt cho bá tánh mà. Thù hận giữa mãn và hán mọc rễ quá sâu đi. Ta vốn không thể dùng sức của bản thân đi quá dậy. Huống chi huynh đệ trong tộc của ta lại bị hại, ta lại vô cớ bị Đỗ Quan là giết người. Ta vốn là khó tự giữ mình. Nói tới cùng, ta cũng chỉ là một thằng nhà quê thôi, không có học thức, lại kém tài kém đức, đâu có thích hợp làm quan chứ. Ta cũng chán cảnh đấu tranh ở trong quan trường. Trương đại nhân, xin toàn nguyện cho ta. Nếu như người vẫn cương quyết như vậy, ta không miễn cưỡng người. Cảm ơn Trương đại nhân. Thôi, ta về. Hẹn ngày tái ngộ. Xin chào.